Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Sáng Tạo Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review về chiếc cửa lồng Trackmat mà mình vừa đặt trên Lazada này. Tổng giá trị là 399k đó các bạn. Ở đây thì mình có áp một mã giảm giá nên mới được giá như vậy, và được tặng kèm hai bộ lưỡi cưa sắt và cưa gỗ nữa các bạn. Ở đây thì nó cũng bị hơi mớp một tí trong quá trình vận chuyển, nhưng mà cũng không sao các bạn. Ở đây mình có đã bóc ra trước là mình kiểm tra hàng rồi. Công suất mặt định của nó là 650W. Các thông số kỹ thuật thì ở đây là có 5 cấp độ điều chỉnh. Dưới cùng thì ta là có 3 cấp độ đá lưỡi. Rồi tay cầm thì mình đệm cao su nữa các bạn. Ở đây mình cầm khá là nặng, khá là đầm tay các bạn. Thì ở đây có tích hợp thêm cái đèn laser, nhưng mà thực tế thì khi mình có test sử dụng trước thì hầu như là không có. Đây là một điểm trừ của cái thiết bị này. Tiếp theo thì mình sẽ mở hộp ra nha các bạn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc cửa lồng Trackmat. Ở đây thì mình có một cái thanh thước canh này cũng khá là cần thiết đó, đối với những bạn mà mới bắt đầu vào nghề. Ở đây thì được tặng kèm là hai bộ lưỡi cưa, còn có là cưa sắt và cưa gỗ. Ở đây mình cưa sắt mình có lấy ra mình test thử rồi, khá là bài bản đó các bạn, cưa của hãng Toto luôn. Sách hướng dẫn sử dụng. Đây là bộ lưỡi cưa gỗ nha các bạn. Ở đây thì mình cũng xếp ra mình test thử rồi, khá là tốt các bạn. Này là lưỡi cưa sắt nha các bạn. Bộ lưỡi có 5 lưỡi thì mình đã sử dụng một lưỡi rồi, để mình test thử. Đó là cưa kèm theo máy nha các bạn, khá là dày. Ở đây thì mình có thêm một cặp thang để khi này nó bị mòn thì chúng ta có thể thay thế được. Nhà sản xuất này khá là chu đáo đó các bạn. Cầm khá là đầm tay. Thiết kế dây thì cũng khá là chắc chắn. Đây là đệm cao su nha các bạn, cầm khá là chắc tay đó.
và cả nút khóa nữa. Ở đây thì chúng ta có 5 góc độ để điều chỉnh. Từ 0 tới 5. Ở vị trí 0 này thì máy sẽ không có chạy nha các bạn. Ở dưới thì chúng ta sẽ có cấp độ đá lưỡi. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 cấp độ. Tuy nhiên thì ở cấp độ đá lưỡi thì cấp độ 1 thì vết cưa nó sẽ rất là đẹp nhưng mà hơi lâu. Ở cấp độ 3 thì vết cưa sẽ nhanh hơn nhưng mà cái vết cưa rất là nhăn và rất là xấu. Ở đây thì có một gắn bóng laser nhưng nó chỉ là cái giả thôi bạn, thế là mình không có nó hoạt động. Đây là điểm trừ của thiết bị này các bạn. Điểm hay nhất ở đây là mình có thể là mình thay lưỡi bằng tay luôn các bạn. Mở cái chốt này ra, xoay cái chốt này chúng ta có thể thay được rồi. Thì đi kèm nó chúng ta có bộ một cái lục giác các bạn. Cái lục giác này thì các bạn đừng làm mắt nha. Tại vì chúng ta thay thế được cho là cái dưới này là mình điều chỉnh được cái nghiêng của nó, góc độ của cái bàn ở dưới này. Bạn vặn vào đây. Các bạn có thể xoay qua bên trái hoặc bên phải để mình tạo một hướng nghiêng nhất định phù hợp với vật thể mình muốn cắt. Tiếp theo điểm hay nhất ở đây đó, như mình đã nói, chỉ cần các bạn kéo qua bên này và chúng ta có thể gắn lưỡi vào và tháo ra rất là dễ dàng. Ở một số thiết bị khác thì chúng ta phải dùng đến tu vít hoặc là lục giác mới có thể thay thế được. Đây bạn, mình có hai cái lưỡi này là một lưỡi nguyên gốc đi theo máy và một lưỡi của sắt nhãn hiệu Toto nhé bạn. Rồi các bạn chỉ cần kéo qua như thế này rồi chúng ta đặt cái lưỡi vào. Rồi các bạn thả tay ra, như vậy là hoạt động rồi các bạn. Khá là chắc các bạn.
Và tổng kết lại á, thì cái cưa lọng này á, nó khá là bài bản các bạn, xài khá là tốt, mà đặc biệt là cái giá nó rất là tương đối là rẻ, được tặng kèm theo là hai bộ lưỡi cưa sắt và cưa gỗ, cũng là cưa hãm luôn các bạn. Thì liên mua sản phẩm thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video cho các bạn cùng xem. Cầm khá là đầm tay các bạn. Sở hữu 3 cấp độ đá lưỡi và 5 cấp độ điều chỉnh. Ngoài ra thì còn có lục giác để điều chỉnh được cái góc nghiêng. Thì video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.